Bác bảo vệ có thể cho cháu vào trường được không hả bác? Từ sau cháu hứa sẽ không đi muộn nữa đâu nha bác. Không, không, xin mời đi về cho. Cho mày đi vào rồi biết kỷ luật ai đỡ hộ tao đây. Trời, bác làm gì mà căng, cháu đây cũng thích nghỉ học.